trong chạm. Rồi mình đang rất yêu đời, bỗng dưng bị gặp tào tháo bởi chót vô tình. Mùa ngày ly trà trung khua lên đại học, vì nghèo đói nên em chỉ toàn ăn rau. Vì ăn rau 12 tháng nên em đã bị thiếu máu. Rồi phải ăn cháo một vài hôm, rồi lại chuyển sang mì tôm. Bỗng dưng được thèm ăn cơm như lúc ở nhà mẹ nấu. Trải nghiệm, trải nghiệm. Này bạn ơi, chỉ ăn rau thì ta sẽ bị thiếu máu. À, vậy đó hả? Cần bổ sung protein, các chất dinh dưỡng thiết yếu. Xin chào, xin chào.